Rồi nha, em chào tất cả các chị. Hôm nay em sẽ dạy cho các chị đo nha. Em muốn người đo nhưng mà người ta không có nhát, người ta nhát người ta không dám đo. Thôi thì em ngồi em hiểu, em vẽ cái hình đấy cho các chị. Nó hơi xấu một tí nhưng mà các chị thông cảm và nhìn theo giùm em nhé. Đây là một cái hình phiên bản của một người bình thường, các chị hiểu không ạ? Phiên bản của một người bình thường. Và em sẽ chỉ cho các chị tất cả cách đo nhé. Ví dụ em sẽ chỉ cho các chị cách đo như sau. Vòng vai thì bao giờ nó cũng có vòng nách này. Đó. Nó có vòng nách này. Thì các chị để ý cho em là trước khi may cái áo, các chị đo vai cho em thì đo từ bên đầu vai này sang đầu vai kia, các chị hiểu không ạ? Đo đủ cái đầu vai này và ghi số đo là vai. Được không ạ? Đó. Vai được bao nhiêu? Sau đó các chị tính đến vòng ngực. Đấy. Các chị cứ đo xuôi như thế này cho em nhé. Vòng ngực, các chị đo vòng ngực ngang cái điểm to nhất. Đó, vòng ngực. Đo cái điểm dài vừa kéo tới thước dây. Điểm nào to nhất của vòng ngực thì mình đo. Thứ hai là đo ngực. Các chị hiểu không ạ? Đo ngực. Tiếp. Sau khi đo ngực, các chị đo vòng eo cho em. Vòng eo thì đoạn eo nào nhỏ nhất? Bên trên rốn nhá, eo là bên trên rốn, ở cái đoạn bên dưới ngực và bên trên rốn này. Đoạn nào nhỏ nhất thì các chị đo eo cho em. Gióng sang, o tròn, đo eo. Xong, đến eo nhá. Sau khi đo xong eo thì các chị đo đến vòng mông nhá. Vòng mông là đúng cái điểm ngang mông, điểm to nhất. Các chị đo ngang mông cho em. Đo ngang mông. Đây. Đó. Cái hình cái chân của nó và có khoác thêm một cái chân váy nhỏ. Em có phác họa một cái chân váy nhỏ để các chị có thể nhìn theo nhá. Đấy, mông thì các chị đo điểm mông to nhất và đo sang vòng cả cái đoạn mông này ra. Mông. Rồi xong. Sau khi đo tới mông rồi, các chị đo đến đùi. Im nào con. Đùi nhá. Đo đùi thì ai dạy đo ở đâu thì em không biết, nhưng khi em dạy đo thì đây là vòng mông này. Các chị thấy không ạ? Đây là vòng mông. Thì vòng đùi các chị đo sát vòng mông cho em. Đưa lên sát vòng mông cách khoảng 2 phân gì đó. Các chị đo cái vòng mông ở đây. Ở ngay bên dưới cách có khoảng 2 phân. Đưa sát cái thước dây lên trên trên tới đáy. Rồi các chị quay ngang nó ra. Đó. Thì cái khoảng đó, cái đùi được bao nhiêu phân? Các chị ghi số đo đùi bấy nhiêu phân. Tiếp đến cái, nếu mà các chị kỹ hơn, các chị có thể đo vòng đùi ở đoạn từ đây tới đây. Cách cái gối, cách chia đôi ra cũng được, mà không thì các chị phải tự biết rằng là nếu mình đo từ đây xuống đến gối thì tí nữa mình cắt mình cũng biết là mình đo từ đây xuống đến gối để mình tính cái số đo, các chị hiểu không ạ? Và nếu không các chị có thể đo ở đây xuống đây, thì nhớ là khi đo ở đây thì các chị cũng phải tính đùi, điểm đùi đúng ở đây, các chị hiểu không ạ? Nếu như các chị đo ở trên này mà các chị tính đùi ở dưới này thì cái quần nó rộng. Ok, nếu mà cái điểm đo ở trên này nhá mà tính đùi xuống dưới này thì cái điểm đùi nó sẽ bị rộng. Đó. Mà nếu đo ở dưới này mà lại tính để may số đo trên này thì nó sẽ bị chật, các chị hiểu không ạ? Bởi vì cái khúc đùi dưới này nó bé này, ở trên nó to như thế này các bạn đúng không? Mình không thể đảo được mà tự mình phải biết phân biệt là mình đo ở khúc nào thì mình cắt theo số đo ở khúc đó. Đấy. Một số đo quần thì mình phải đo lưng quần, mông, số đo vòng đùi, vòng gối, vòng bắp, bắp nó ở đoạn này. Đó. Và chiều dài cái quần. Các chị hiểu không ạ? Vậy mông này. Đó. Đùi này. Đùi nhá. Gối này. Gối này, bắp này. Thì bắp với gối này phần đa là nó gần bằng nhau các chị không? Nếu nó chênh nhau nó chỉ chênh 1 hoặc 2 phân thôi, phần đa là nó bằng nhau nhá.
phần đan là nó bằng nhau, hoặc nếu nó có chênh nó chênh ít lắm, 1-2 phân. Tiếp, chiều dài, các chị đo dài quần từ trên cái rốn này. Nhớ cách đo để biết cách hạ đáy nhé. Nếu các chị đo cái lưng dài quần bắt đầu từ bằng rốn này thì cái số đo quần dài nó sẽ khác so với cái số đo bên trên rốn. Đó, chiều dài nó sẽ khác nhau nhá. Từ rốn chạy xuống và từ bên trên rốn chạy xuống là chiều dài quần khác nhau, các chị hiểu không? Đó, là dài quần. Dài quần thì các chị phải ghi là nâng cao, nâng thấp. Nâng cao, nâng thấp nhá. Nè. Con đi vào thì để mẹ chỉ cho các cô đo nhá. À, rồi tí mẹ bé đây. Con. Ừ. Con chặt cái này. Con bơm vào nhà đi. Con rồi. Cái giấy vệ sinh ở trong đây. Tiếp đến là nhanh nhanh con đi ra. Nâng cao, nâng thấp. Tiếp tục các chị đo đến cái vòng nâng nhá. Đấy là chiều dài quần thì liên quan đến nâng cao hay nâng thấp này, đúng không? Còn đến cái vòng nâng này, nếu các chị đo ngang cái rốn này thì các chị phải biết cách hạ từ cái rốn này hạ xuống cái đáy này là bao nhiêu phân. Các chị hiểu không ạ? Còn nếu các chị đo cái nâng ở trên cái đoạn bên trên rốn này, đúng không? Bên trên rốn này thì các chị cũng phải nhắm được là từ trên rốn này hạ xuống đáy là bao nhiêu. Và dĩ nhiên khi đo ở bên trên rốn thì hạ đáy nó sẽ dài hơn là từ rốn chạy xuống. Đấy, đấy là cách phân biệt của cách hạ nâng nhá. Nếu mình đo nâng cao thì mình phải hạ đáy của nâng cao, mình đo nâng thấp thì mình hạ đáy của nâng thấp, các chị hiểu không ạ? Đấy, đấy là cách tính nâng nhá, nâng quần. Đó, nâng quần thì nó cũng có nâng cao, nâng thấp. Bởi vì khi cao thì cái nâng quần nó sẽ bé hơn. Nhớ nhá. Khi cao này là nâng quần nó nhỏ hơn. Nâng quần này nhỏ. Nhỏ hơn. Khi cao là nó nhỏ hơn. Và khi đo nâng quần thấp ở dưới rốn thì các chị thấy không? Trên này nó thắt eo nhỏ mà dưới nó phình dần ra. Thì dưới này, nâng thấp này, nâng thấp thì nó sẽ ngược lại là to hơn. Nhớ nhá các chị nhá, nâng cao thì ở trên chỗ nhỏ này thì dĩ nhiên nó phải bé hơn cái chỗ ngang rốn này rồi. Và nâng ở dưới ngang rốn thì chắc chắn thành phẩm nó sẽ to hơn. Nếu các chị đo ở bên trên rốn mà các chị may thành phẩm của cái này thì nó sẽ mặc rộng, đúng không ạ? Nếu mà các chị đo ở trên rốn này xong tính số đo ở dưới này thì nó bị rộng. Mà đo ở dưới này các chị may cái số đo đây thì tí nữa cái vòng này nó sẽ không mặc được. Bởi vì cái số đo trên này nó nhỏ hơn dưới này. Đấy, phải nhớ đến cách đo là kỹ như thế. Và đến cái áo này, khi các chị đo vai, ngực, eo, mông rồi thì các chị đo chiều dài tay nó bắt nguồn từ đây, từ trên vai này này xuống tới cái cổ tay này. Các chị hiểu không? Đo từ trên này xuống dưới đây. Đó. Đây là chiều dài tay và đây xuống đến đây là chiều dài của tay nữa. Đó. Khi đo tay thì phải nhớ đo bắp tay. Các chị hiểu không ạ? Đo tay. Tay này, đo tay. Thì có bắp tay này, bắp tay. Bắp tay ở trên này. Và khi nếu may tay nỡ thì có cả bắp tay. Bắp tay nỡ. Bắp tay nỡ nhá. Nhớ, nhớ là bắp tay nỡ. Và sau khi đo được hết cái tay thì các chị phải đo vòng nách. Đấy. Đo vòng nách nhá. Vòng nách. Và khi mà đo vòng nách ấy thì các chị tính cái áo rất là dễ dàng. Các chị hiểu không? Khi có vòng nách rồi, các chị không cần phải tính theo cái 1/4 ngực. Các chị hiểu không? Nếu mình 1/4 ngực này thì nó chỉ áp dụng cho những người số trung bình như người mẫu ấy. Chứ nếu mà một vòng tư ngực này, 1/4 ngực mà cái ngực của người ta trên 100 mà các chị tính vòng nách hạ ngực từ trên vai này xuống dưới đây theo cái không có số đo vòng nách mà các chị hạ bừa theo 1/4 ngực thì nó không chuẩn. Vì thế các chị sẽ không cắt không chuẩn thì không mặc được nhá. Đó. Và đo dài áo thì các chị đo từ trên cái vai này, đúng điểm vai này nhá. Các chị đo xuống dưới cái mông này. Đây là trường hợp thứ nhất. Đo từ trên đỉnh vai xuống dưới cái mông, đây là trường hợp thứ nhất. Và nếu các chị đo thế này thì các chị mặc áo dài tới chùm mông thì các chị sẽ tính 1/4 mông, đúng không ạ? 1/4 mông.
nếu đo từ trên đỉnh này xuống dưới đây. Nhưng ngược lại, nếu cái áo của các chị nó nỡ từ trên vai này xuống có tới cái rốn này thì các chị phải đo cái số đo từ cái rốn này để các chị tính áo thì nó mới vừa, các chị công nhận không? Bởi vì nếu mà đo tới rốn này mà các chị tính theo 1/4 mông này thì cái áo nó sẽ bị cộng ra tới đây, nó rộng ngoác, nó không mặc được, nó xấu nhá. Đấy. Còn nếu đơn điệu mà may cái áo mà nó xòe bumper, nó xòe xịt, xòe phi sai thì không nói, cái áo đấy thì không tính nhá các chị nhá. Còn khi mà đã muốn mặc ôm thì chiều dài áo thả tới đâu thì đo vòng mông của thả áo nó đúng cái chỗ điểm đó, không được đo khác. Nếu như thả áo trên eo này, có người mà người ta mặc crop top có tới qua cái eo này có tới đây một tí thôi, vậy nó chỉ xuống bên dưới eo một tí mà các chị tính theo cái vòng mông này hoặc cái vòng này cũng không mặc được, bởi vì nó đang rộng phình ra dần dần, các chị hiểu không ạ? Nó đang phình to ra dần dần mà các chị cắt từ đây, cái số này các chị nhìn thấy nó bé như thế này mà cái đoạn này nó to thế này, mà các chị lại mang cái đoạn này tính lên đây thì cái áo nó dở chưa từng thấy. Đấy, đấy là cách đo cái áo nhá. Rồi, sau khi đo cái áo này thì mình phải tính vòng cổ. Nếu cái áo mà nó liên quan đến vòng cổ, bình thường thì em hay dạy cho các chị các số đo thì nó chuẩn rồi. Ví dụ 6,5 tới 7 phân là di động thì nó hơi bị chuẩn. Nhưng mà ví dụ áo dài mà các chị không biết cách đo, các chị muốn đo từ vòng cổ thì các chị đúng cái xương quay xanh, đúng cái xương V ở chỗ này, đúng cái xương quay xanh vòng, xương này xương quay xanh vòng ra này, tới cái xương V ở chỗ này, V chỗ này nhá. Các chị điểm đúng về tới cửa cái xương V, các chị rờ lên cổ thấy có xương chữ V ở chỗ này. Đây. Đó. Thì các chị đo từ vòng cổ về đúng đây. Đấy. Thì người ta mới tính được cho các chị là nếu các chị tính áo dài người ta thay tính là 1/10 vòng cổ. Đúng không? Vậy nếu các chị không đo được cổ thì lấy làm sao biết được bao nhiêu để mà chia 1/10 vòng cổ, các chị hiểu không? Vậy thì em lại có một công thức. Đó là nếu các chị cái size 88 vòng ngực 88 đổ xuống ấy, size M đổ xuống ấy, thì các chị cứ tính vòng cổ khoảng 34, 35. Còn nếu to lên thì phải tính thành 36. Các chị nhìn người ấy, ước lượng, và không thì nên 37. Đấy. Còn nếu mà các chị không tính, đấy là trường hợp các chị không biết đo cổ đấy nhá. Còn khi các chị đo cổ được rồi thì đo cổ là tính nó chuẩn hơn. Đó, tiếp đến chiều dài của nó này. Chiều dài các chị hạ từ trên xuống dưới. Đấy. Nếu dài xuống tới gót chân thì các chị đo chiều dài tới gót chân. Còn nếu mà người ta thích qua gối thì các chị đo qua gối. Các chị thấy không ạ? Mình đo qua gối. Nếu mà đo thì đo từ trên cái đầu vai này xuống tới ngang cái gối này. Người ta thả tới đâu thì mình đo theo từ đó. Đấy là chiều dài của cái váy nhá. Còn chiều dài của cái áo thì các chị đấy, đo từ trên vai xuống dưới mông này, một là trường hợp. Hai là đo từ trên vai xuống cái rốn này. Ba nữa là trường hợp họ may dài có tới cái eo này. Đó, thì các chị biết chiều dài của đó áo nhá. Và nhớ cái vai này là phải đo cho thật chuẩn để cho cái áo nó đẹp các chị không? Trên vai là đo từ điểm đầu vai này sang đầu vai bên này cho nó thật là chuẩn. Đấy. Áo dài đầm váy các chị đo thì các chị phải phân biệt. Còn nếu mà cái váy mà chân bút chì thì các chị nhờ khách hàng đứng chụm chân vào và các chị đo cái vòng dưới chỗ này và các chị may ôm vừa bằng cái vòng đo như thế thì vải nhờ giãn nhá. Nhớ là may chân bút chì thì các chị may vải giãn một tí để các chị dạng ra cho nó dễ. Và đấy là hoàn toàn tất cả cách đo ở trên cái hình mà may áo may quần đấy nha các chị. Các chị thấy còn thiếu cái gì thì các chị bổ sung thêm nhé. Và em còn một cái này nữa là nếu mà người ta may cái quần ôm body mà dưới này người ta yêu cầu nó ôm này thì các chị cũng phải đo cả cái dưới cổ chân này. Các chị hiểu không ạ? Nếu mà muốn đo là phải đo cả cái cổ chân này nhá. Rồi xong, đây là hoàn thành một cái áo. Còn dài quần các chị nhớ là khi mình đo từ trên, nhớ này, cách đo là từ trên rốn này xuống dưới bẫm gót chân hay dài hay không là các chị phải biết. Và đo bên trên rốn hay không thì các chị cũng phải đo. Và quan trọng là các chị phải biết cách đo thì các chị cắt nó mới chuẩn được nhá. Rồi nhá, vậy là số đo xong rồi. Em chào tất cả các chị nhá. Đây là số đo hoàn thành. Và các chị đừng có chê hình em vẽ xấu nhá. Thông cảm vậy, không kiếm đâu ra được người mẫu cho nên là phải dùng cái
người mẫu xịn như thế này. Rồi em chào tất cả các chị nhé.